Chuyện nàng An Thị. Tony đi công tác miền Tây Nam Bộ, bà con thấy Tony ăn nói cũng có chút kiến thức, hay hỏi thăm. Gần đây, câu mà bà con hay hỏi nhất là việc thương lái Trung Quốc sang thu mua mấy cái trời ơi đất hỡi của mình, mục đích là gì vậy? Bữa thì dâu mèo, bữa thì đuôi chuột, bữa thì cây sưa, bữa thì lá xoài non, lá vải, bữa thì đỉa, ốc bươu vàng, móng trâu, toàn những thứ lạ lùng. Tony nợ một câu trả lời. Rồi cũng có thời gian tìm hiểu, ra cửa khẩu Tân Thanh, Móng Cái, Thanh Thủy, Hà Khẩu, tất cả mọi người đều nói chưa từng thấy xuất những loại hàng như thế qua bên kia. Vậy họ mua làm gì? Mua mà không xuất, bèn khăn gói qua tận bên tàu để tìm hiểu thực hư. Mới hay là thương lái Trung Quốc không chỉ làm chuyện này ở nước mình, mà họ cũng đi xuống tận các tỉnh xa xôi như Cam Túc, Thanh Hải, Tứ Xuyên, An Huy để thu mua các loại nông sản như thế. Họ là thương nhân đến từ các thành phố như Nam Ninh, Quảng Châu và đều có cuộc sống cực kỳ giàu có. Tony qua bển với khả năng tiếng tàu hết sức lễu ly, hay còn gọi là lưu loát, và tửu lượng cũng khá, bèn khai thác thông tin gặp hai thương nhân ở Quảng Tây tên A Cầu và A Bình. Chỉ vài chai Mao Đài và vài bài thơ Lý Bạch, họ đã để sơ hở để cho Tony hiểu được nội dung câu chuyện. Phi vụ của họ thường gồm một nhóm gồm ít nhất hai thương nhân trở lên, mục tiêu là các vùng nông thôn hẻo lánh. Nông sản họ mua phải càng lạ càng tốt, người ta không biết giá trị thực tế là bao nhiêu để có thể so sánh. Đợt này sang Bình Phước của Việt Nam, thấy cây điều trồng khá nhiều, họ bèn mua lá điều non vì đây là hàng độc, không có tiền lệ mua bán, dễ tạo nên sự tò mò. Đến thị trấn An Lộc, việc đầu tiên họ tìm thương lái địa phương. A Cầu ghé chị Bảy, nói chị Bảy ơi, tôi muốn mua lá điều non. Hạt điều thô ví dụ giá chỉ có 500.000 đồng một tấn. A Cầu mua lá non giá ngang bằng luôn, đưa tiền trước, nói chị hái cho tôi vài tấn, phơi khô nha. Chị Bảy nửa tin nửa ngờ, nhưng thấy tiền thật lại trả trước, nên kêu người ra hái lá đem phơi giao cho khách. Chứ chờ cây điều ra trái, tiền phân, tiền thuốc mấy tháng sau thì cũng chỉ có giá này thôi, bán vậy sướng hơn. Trong lúc đó, khi A Bình sang gặp anh Tám, một thương lái ở xã khác cũng đặt hàng y chang vậy. Anh Tám cũng hái 4 tấn lá điều non giao cho A Bình và lấy 2 triệu. Bên kia A Cầu quyết định giá mua lá điều lên 1 triệu một tấn. Chị Bảy phấn khởi, cùng chồng cả đêm leo lên cây, hái khí thế, dù kiến vàng cắn tê cắn tái, nhưng cũng dáng chịu được. Anh chồng mệt lại bị chị Bảy chửi, nói đồ làm biếng, cơ hội kiếm tiền đổi đời là đây, vì A Cầu có nói phải giao vào ngày mai, phải xuất đi gấp. Chị Bảy cả đêm đu trên cây, hái chối chết tới sáng mai cũng chỉ có 2 tấn, nên chỉ được có 2 triệu. A Cầu nói chỉ phơi khô dùng, cầm tiền trước nè chị, mấy bữa sau mới qua lấy đem đi. Dân chúng đồn ầm ầm, chắc là thuốc tiên, bên đó xứ lạnh trồng không được, phong trào hái lá điều diễn ra nô nức. Rồi vắng bóng, đâu tuần sau A Bình lại xuất hiện, nói giờ hút hàng quá ông Tám ơi, hàng này bên Trung Quốc chuộng lắm. A Bình nói giá bây giờ là 5 triệu một tấn, đưa tiền trước và ép giao ngay. Anh Tám đang lo giao không đủ thì bỗng dưng có ai đó tiếp thị nói có người bán sẵn giá chỉ có 4 triệu một tấn thôi, mua không? Anh Tám thấy cứ một tấn lời 1 triệu, ngu gì không mua, bèn thu gom. Gom được bao nhiêu A Bình cũng lấy hết, cầm cục tiền trong tay. Anh Tám ngỡ trong mơ, ai ngờ hàng có sẵn kia là của A Cầu. Dân địa phương hái và phơi sao kịp, nên qua kho của A Cầu mua lại, chen chúc xếp hàng. Bán xong hết kho, A Cầu phone cho chị Bảy, nói bây giờ giá là 10 triệu một tấn rồi, gom nhanh lên người đẹp, số lượng không giới hạn. Chị Bảy cười tít mắt qua điện thoại, lật đật gom khí thế. Dân chúng hái phơi không kịp nên phải mua lại trôi nổi trên thị trường giá 8 triệu một tấn. Cứ một tấn mang qua là lời 2 triệu mà. Tất nhiên hàng giá 8 triệu kia từ nguồn của A Bình. Nhưng A Cầu cũng đến trả tiền đàng hoàng rồi chở hàng đi. Chị Bảy chẳng mảy may nghi ngờ, tiếp tục thu gom để dành đó, đón đầu thời cơ. Chị Bảy bàn với chồng,
qua tuần xuống thẩm mỹ viện Sài Gòn sửa mũi. Đỉnh điểm là A Bình quyết định tăng lên 20 triệu một tấn, gom đi mai qua lấy. Nghe điện thoại xong, anh Tám muốn xỉu. Ra sau nhà cây gì cũng vặt chủi lá, không kể cây điều, cây tiêu gì sắt. Nói tụi bây cứ thấy cây nào có lá là hái, trà trộn vô, tụi nó biết gì. Bữa trước cũng vậy, toàn lá tầm bậy mà tụi nó cũng mua. Người mình thông minh, bọn kia ngu thật. Huy động cả xã nhưng vẫn không đủ theo đơn hàng của A Bình, lại thu gom trên thị trường với giá 15 triệu một tấn. Ai mang ra giá đó, anh Tám mua hết. Anh Tám mua xong, gọi điện cho A Bình tới lấy thì A Bình nói để mai đi, đang lấy container lên đóng hàng, sáng mai gọi thì số máy quý khách vừa gọi không liên lạc được. Anh Tám chạy tất tả đến nhà nghỉ gần đó mới hay, ông khách đã trả phòng. Phóng như bay đi tìm thì chỉ thấy chị Bảy, chị Hai, anh Tư, anh Ba, chị Sáu cũng hớt hơ hớt hải phóng xe trên đường ở chiều ngược lại, ráo rác vòng lên vòng xuống. Cũng bấy nhiêu người trong các hội thương lái huyện ta, con đường đất đỏ mịt mù bụi, những cái mũ bảo hiểm lấm lem, những cái nón lá phấp phới, những gương mặt đen nhẹm và những giọt nước mắt nóng hổi. Những kho lá điều chất cao như núi vì ai cũng tranh thủ ôm hàng, những vườn điều sơ sắc vắng lặng mênh mông. Hóa ra họ thu mua các nông sản tào lao ấy chỉ là một cách để làm giá. A Cầu sau khi bán hết cho dân địa phương sẽ vội thông báo cho A Bình và cả hai cao chạy xa bay. Chiêu thức mua hàng bán lòng vòng đẩy giá lên, người ôm cuối cùng là các tiểu thương tội nghiệp. Mấy ngàn năm trước, trước miệng lưỡi và mưu mô của Triệu Trọng Thủy, nàng An Thị Mị Châu vừa đi vừa rắc lông ngỗng trên đường. Mấy ngàn năm sau, những nàng An Thị thế hệ mới đã khá hơn, đã tự mình chạy xe máy chứ không cần phải ngồi sau An Dương Vương. Nhưng thơ ngây thì vẫn cứ như thuở trước.